Còn tại thành phố Đà Nẵng, vào tối qua 25 tháng 3, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhật, 36 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, về tội trộm cắp tài sản. Theo khai nhận, Nhật vay tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo, do thua lỗ 150 triệu đồng, Nhật vỡ nợ, mất khả năng chi trả, nên nảy sinh ý định đập phá máy ATM để trộm tiền. Và đáng chú ý, khi biết công an truy tìm thủ phạm, y đã đến cầu Đỏ của Đà Nẵng, tạo hiện trường giả một vụ nhảy cầu rồi đón xe vào Nam lẩn trốn. Lúc 0 giờ ngày 23 tháng 3, Nhật dùng máy cắt xà beng để đập phá máy ATM trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, cày két sắt chứa tiền và trộm 175 triệu đồng trong máy để mang đi trả nợ. Chiều ngày 23 tháng 3, Nhật quay lại hiện trường máy ATM để dò la thì công an quận Hải Châu đã vào cuộc điều tra. Nhật sợ bị bắt nên đã đến cầu Đỏ quốc lộ 1 đoạn qua phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi bỏ đi, sau đó đón xe khách di chuyển vào phía Nam bỏ trốn. Nhận tin báo, công an quận Hải Châu truy xét, đến trưa ngày 24 tháng 3 xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Nhật. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Hải Châu đã phối hợp với công an tỉnh Phú Yên bắt Nhật tại thành phố Tuy Hòa vào tối ngày 4 tháng 3 và di lý về thành phố Đà Nẵng. Tang vật thu giữ gồm xà beng, máy cắt dùng để đập phá máy ATM.